Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh Phát Thái TV ha. Kính chúc quý cô chú anh chị ngày cuối tuần thật là ấm áp bên gia đình nha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của Ngọc Linh, có một số phôi giấy rất là lực muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi, chào Linh. Dạ, xin chào tất cả mọi người, xin chào anh Thái. Hôm nay em có một số phôi giấy tiếp tục xin giao lưu với quý cô chú anh chị em trên cả nước ạ. Rồi, vậy mình vào mã số 1 luôn ha. Rồi, một cây một cốt ha. Dạ, phôi cây một cốt. Cây này hạng tông cao. Chiều cao tầm tháng rồi nhiều. Hoành ngay vị trí này là 26, tổng chiều cao tổng chiều cao là 1,5 m. Cây cái lưng rất là to nha. Nhìn cũ nó rất là đặc nha. Ngay vị trí này em đo là 48. Quý cô chú anh chị nào thích tông một cốt thì cây này phải rất là tuyệt vời ha. Cây này cái tàn dù là hết ý luôn nha quý cô chú anh chị. Đế trải. Dạ, đế sổ. Em đo cái sổ đế xuống luôn. Sổ đế 50. Rồi, mã số 1 em xin giao lưu giá là 1.200.000, em bao phí ship toàn quốc ạ. Rồi, phôi rất là nâng cây nha. Dạ. Một cốt thẳng luôn. Mã số 2 cũng là phơm tông cao. Cao 1,5 m. Hai cây này một cặp ha. Dạ, cây này thì nó hơi bé hơn. Đế thì nó cũng hơi lỏng hơn cây kia một chút xíu. Rồi, hoành em đo ngay vị trí này là 25. Chiều cao là 1,5 m. Sổ đế từ đây xuống đây cũng là 50. Em đo hoành ngay chỗ này thử coi nó ra nhiêu. Ngay chỗ này là 50. Rồi, mã số 2 này em xin giao lưu với giá là 950k bao ship toàn quốc ạ. Rồi, cái này về làm tông cây dù là tuyệt vời quý anh chị. Hàng này hàng làm tông dù. Mã số 3 này dáng chật nhiều. To xác ha. Dạ, to xác. Dáng chật. Hoành nó cũng to nữa. Hoành em đo vị trí này là 30. Chiều cao. Tổng chiều cao 63. Tay cành thì lợp tứ diện ha. Dạ. Sổ đế là 42. Cây này mấy cây bữa nay là chân cành đều không à. Rồi, mã số 3 em xin giao lưu giá là 650k bao ship toàn quốc ạ. Mã số 4. Cây này nó rất là lực cây. Nhìn bắp to. Rồi. Tổng chiều cao 63. Sổ đế 45. Hoành em đo ngay vị trí này là eo nhỏ nhất là 27. Rồi, mã số 4 em xin giao lưu giá là 750k bao ship toàn quốc ạ. Phôi rất là quý cô chú anh chị. Mã số 5. Cây này trực lắc. Hàng đóng cành, chân cành rất là đều. Phôi rất là lực. Tổng chiều cao là 69. Sổ đế là 50. Hoành em đo vị trí này là 24. Gối đế đặc ha. Dạ, đó, gối đế đặc khừ luôn. To xác. Rồi, mã số 5 này em xin giao lưu giá là 800k bao ship toàn quốc ạ. Rồi. Mã số 6. Cây này cây trực lắc. Tổng chiều cao 72. Sổ đế 58. Cây này rất là to. Hoành em đo vị trí này là 25, 24 rồi. Tay cành lợp rất là đều. Dạ, tay cành nó rất là đều. Để em đo ngay cái cục này. Ngay cái cục này là 39 nghe quý vị. Rồi, mã số 6 em xin giao lưu giá là 700k bao ship toàn quốc ạ. Mã số 7. Tổng chiều cao là 65. Sổ đế là 41. Hoành em đo ngay vị trí này là 31. Cây này rất là lực cây. Ở trong này nó có rễ nữa, nên nó tại em đóng nên gói lại cho nó
Ok. Rồi mã số 7 này em xin giao lưu giá là 800k, bao ship toàn quốc ạ. Mã số 8. Cây này rất là nặng. Tổng chiều cao 72. Sổ đế 50. Hoành em đo ngày vị trí này là 31. Tán ngang này là 39. Nào nghe cái cục này thử. Ngay vị trí này là 60. 59. Rồi mã số 8 này em xin giao lưu với giá là 950k, em bao ship toàn quốc ạ. Phồi rất là nặng ha. Dạ. Cây này nó rất là nặng nha. Mã số 9. Cây này nó quái cây. Nhìn nó móc rất là ha. Có duyên. Nó có cái cò móc rất là quái. Dạ. Nhìn nó rất là quái cây. Tổng chiều cao 68. Sổ đế 48. Hoành em đo ngay vị trí này là 21. Rồi mã số 9 em xin giao lưu giá là 700k, bao ship toàn quốc ạ. Mã số 10. Cây này cái bắp hai, nó có hai con gửi mà nó lực. Tổng chiều cao 59. Để em đo cộng ghế bên đây không à. Cộng ghế bên đây không là 31 à. Sổ đế là 45. Cái ngọn chủ này là không là 16 mấy 17. Rồi mã số 10 này em xin giao lưu giá là 700k, em bao ship toàn quốc à. Rồi quên đo cái hoành luôn chứ. Cái lưng nó rất là to ha. Cái lưng nó nhìn nó kịch cộm lắm. Hoành em đo ngay đây là 31. Rồi mã số 10 nè em xin giao lưu là 700k, bao ship toàn quốc ạ. Mã số 11. Cây này cây chịch. Chịch bay nhìn đẹp. Lực sĩ ha. Lực sĩ. Tổng chiều cao 62. Tán ngang 52. Hoành em đo ngay eo nhỏ nhất này là 29. Cây này nó rất là lực nha. Em đo ngay cái chỗ cái eo này nè. Eo này là 37 nè. Tổng cái cục này. Tổng cái cục hoành gốc này là 61 nha quý vị. Rồi mã số 11 này em xin giao lưu giá là 900k, em bao ship toàn quốc ạ. Rồi phôi này size lớn quý cô anh chị. Mã số 12. Phôi này ôm đế rất là sát luôn. Dạ, ôm đế rất là đặc. Tổng chiều cao 68. Sổ đế 43. Hoành em đo ngay vị trí này là 25. Rồi mã số 12 này em xin giao lưu với giá là 800k, em bao ship toàn quốc ạ. Mã số 13. Cái này nó cũng rất là quái. Có cái vắng. Tổng chiều cao là 61. Sổ đế 42. Hoành em đo ngay vị trí eo nhỏ nhất này là 25. Mã số 13. Em xin giao lưu với giá là 700k, em bao ship toàn quốc ạ. Mã số 14. Cái này có rộng chữ C. Này vô cái bài. Dạ.
Tổng chiều cao 65, tán ngang 45. Hoành em đo ngay vị trí này là 26. Sổ đế là 44. Rồi mã số 14 này em xin giao lưu với giá là 650k, bao ship toàn quốc ạ. Mình về không chơi mấy cái ghế đeo này bỏ vẫn được. Mã số 15. Hôm nay là dán trực mà phôi lực này, cơ bắp nhiều. Ha. Dạ. Tổng chiều cao 75. Hài rẻ mà nó chéo giống lực lực sĩ à. Dạ. Vành em đo vị trí này là 26. Sổ đế là 42. Tổng bệ ngay đây em đo là 58. Rồi mã số 15 này em xin giao lưu với giá là 800k, em bao ship toàn quốc ạ. Này đóng chân cành rất là đều. Mã số 16. Cây này rất là đẹp. Trực lắc quái. Cơ bắp cò rất là khéo ha. Cây nó rất là già, cây nó nứt da me luôn. Tổng chiều cao là 66. Sổ đế 45. Hoành em đo ngay vị trí này là 26. Đặc biệt tay cành nó đóng giót ha. Dạ. Lên trên giót. Nó bóp lại. Bóp lại. Hôm nay mấy cây đóng chân cành rất là đều không. Rồi mã số 16 này em xin giao lưu giá là 900k, em bao ship toàn quốc ạ. Mã số 17. Cây này là giống như búp măng ạ. Tổng chiều cao 50. Sổ đế 39. Số 39 hàng tài luôn. Hoành em đang ngay đây là 26 thôi, tính 26. Rồi mã số 17 này em xin giao lưu với giá là 700k, em bao ship toàn quốc ạ. Mã số 18. Tổng chiều cao 63. Sổ đế 43. Hoành em đo ngay vị trí này là 21. Rồi mã số 18 này em xin giao lưu giá là 550k, em bao ship toàn quốc ạ. Mã số 19. Một rễ ha, xuống dưới nở đế. Một rễ. Đặc biệt lô này tay cành lợp rất là khéo luôn ha. Nó giót, tay cành nó giót. Tổng chiều cao 77. Sổ đế 51. Hoành em đo ngay vị trí này là 24. Rồi mã số 19 em xin giao lưu giá là 650k, em bao ship toàn quốc ạ. Mã số 20. Tổng chiều cao 55. Sổ đế 39. Hoành em đo ngay vị trí này là 26. Rồi mã số 20 này em xin giao lưu giá là 650k, bao ship toàn quốc ạ. Mã số 21. Cây này giống như cứ ngắt luôn à.
Tổng chiều cao 56. Sổ đế 37. Hoành em đo ngay vị trí này là 27, tính 27 thôi. Cái bắp này nó rất lực. Dạ. Cứ cùng chị. Nó to lắm. Hoành em đo ngay đây là 46. Rồi, mã số 21 này em xin giao lưu giá là 750k, em bao ship toàn quốc ạ. Bên này cây to mà giá cũng rất là ok. Mã số 22. Này à, hàng trực lắc. Già cây. Tổng chiều cao 79. Sổ đế 50. Hoành em đo ngày vị trí này là 22. Mã số 22 này em xin giao lưu giá là 850k, bao ship toàn quốc ạ. Chân cạnh nó rất là đều. Mã số 23. Tổng chiều cao 79. Sổ đế 59. Hoành em đo ngay vị trí này là 31. Em đặt cái cục này. Nguyên cái cục này nhìn đã. 36. Rồi mã số 23 này em xin giao lưu giá là 850k. Em bao ship toàn quốc ạ. Mã số 24. Tổng chiều cao 65. Sổ đế 39. Hoành em đo ngay đây là 28. Rồi mã số 24 này em xin giao lưu giá là 550k, bao ship toàn quốc ạ. Để em đo cái cũ, những cái cũ này xem nó lực quá. Cái cũ này em đo là 45 hoành. Mã số 25. Tổng chiều cao 68. Sổ đế 45. Hoành em đo ngay vị trí này là 22. Rồi mã số 25 này em sẽ giao lưu giá là 550k, bao ship toàn quốc ạ. Mã số 26. Có rộng chữ C. Nhìn lắc rất là đẹp. Tổng chiều cao 56. Sổ đế 38. Vị trí em đo ngay chỗ này nhỏ nhất là 21. Đó. Tính 20 à. Tán ngang này 33. Hoành cũ này là 50. Rồi mã số 26 này em xin giao lưu giá là 600k, bao ship toàn quốc ạ. Mã số 27. Có cây này rất là đặc biệt. Một rễ có cái cành phóng rất là lực ha. Cây rất là đẹp, nó có sắn sắn ốc. Cái cây này nó có bị cái chỗ này nhưng mà em xử lý keo rồi nè. Chứ ở đây nó có cái ghế đeo là em cắt bỏ. Ghế chịu ha. Dạ đúng rồi. Qua đây đúng rồi. Mình cắt cho em một rễ. Đặng cho nhìn cái cây nó tho, nó thông cây. Cây sao thì em nói như vậy. Đặng cho cả nhà mình về nhận để mất công, khỏi mất công phiền hà về sau. Tổng chiều bay này là 50. Tổng chiều cao này là 96. Sổ đế là 41. Hoành em đo ngay vị trí nhỏ nhất này là 22. Mã số 27 này em xin giao lưu giá là 900k, em bao ship toàn quốc ạ. À.
Quái hả? Dạ, cây này ở ngoài rất là đẹp. Nó lắc, nó co mà nó lại có cái cành phóng này rất là đẹp. Mà nó đóng chi cành cũng đúng. Mã số 28. Nguyên cục thịt nạc. Này giống như con ốc sên. Tổng chiều cao 62, sổ đế 45, hoành em đo ngay vị trí này là 24. Để em đo cái cục này cho nó ra mô hoặc. Cái cục này là 51. Rồi mã số 28 này em xin giao lưu giá là 700k, em bao ship toàn quốc ạ. Mã số 29 cũng hàng một rễ. Có cái rễ chịu à. Dạ, có rễ chịu. Cái rễ này về, ví dụ như có cái rễ đeo đó mình không thích mình cắt vẫn được. Tổng chiều cao 62. Sổ đế 45. Hoành em đo ngay vị trí này là 24. Em đo với cái chân chịu này của nó. Cái chân này là 42. Cái này là tại vì em còn làm bầu nên nó còn xuống nhiêu đây nữa nè. Ở dưới nở ha. Đúng rồi, ở dưới nó nở ra. Tại vì nhiều khi mình bó mình không có thấy hết gửi được. Rồi mã số 29 này em xin giao lưu giá là 800k, em bao ship toàn quốc ạ. Mã số 30. Cây này cũng một rễ trực lắc. Chân cành đóng đều, tứ diện luôn. Tổng chiều cao là 76. Sổ đế là 46. Hoành em đo ngay vị trí nhỏ nhất đây là 20. Nó có nguyên cái cục bắp. Tổng cái cục này là 48. Rồi mã số 30 này em xin giao lưu giá là 900k, bao ship toàn quốc ạ. Mã số 31. Hàng này hàng trực lắc. Một rễ nở đế. Dạ, một rễ trực lắc nở đế. Tổng chiều cao 60. Sổ đế 43. Hoành em đo ngay vị trí này là 20. Rồi mã số 31 này em xin giao lưu giá là 500k, em bao ship toàn quốc ạ. Mã số 32. Tại em làm có mình một nên hơi chậm chạp, quý cô chú anh chị thông cảm. Nó có hai ghế đàn chiếu. Tổng chiều cao 62. Sổ đế 39. Hoành em đo ngay vị trí này là 21. Rồi mã số 32 này em xin giao lưu giá là 500k, bao ship toàn quốc ạ. Mã số 33. Cây này một rễ mà dán bay nha. Một rễ quái. Phôi rất lực ha, một rễ lực. Nó có ba cắm móng xuống vậy. Tổng chiều 3 là 64. Sổ đế từ đây xuống đây là 49. Hoành em đo được ngay vị trí này là 23. Rồi mã số 33 này em xin giao lưu giá là 800k, bao ship toàn quốc ạ. Mã số 34. Một rễ tiếp tục ha. Một rễ trực lắc. Rộng chữ C.
Tổng chiều cao 58. Sổ đế 36. Hoành em đo ngay vị trí này là 24. Ở dưới này còn nở đế nha quý dạ, anh chị, rồi. Do mình bó bầu quá. Tại em bó bầu quá nên mình nhìn không có hết được. Rồi mã số 34 này em xin giao lưu giá là 700k em bao ship toàn quốc ạ. À. Mã số 35, một ghế lắc. Tổng chiều cao 62. Sổ đế 42. Hoành em đo nghe vị trí này là 23. Rồi mã số 35 này em xin giao lưu giá là 800k em bao ship toàn quốc ạ. À. Ở đây nó có cái cọng gễ đeo nha. Em cắt nó có cái dấu à. Gễ con. Không có gì hết. Dạ, có cái gễ cá con nhỏ xuống nha. Mã số 36. Một ghế trực. Tổng chiều cao 70. Sổ đế 48. Hoành em đo nghe vị trí này là 24. Và mã số 36 này em xin giao lưu giá là 700k bao ship toàn quốc ạ. À. Cây này nhỏ mà nó rất là đẹp. Lắc. Tổng chiều cao 50. Tán ngang 31. Sổ đế 38. Hoành em đo ngay vị trí này là 20. Giống như kiểu hồi đầu ha. Dạ, trực lắc. Rồi, mã số 37 này em xin giao lưu với giá là 600k em bao ship toàn quốc ạ. À. Mã số 38, cây này nó rất là nặng. Dư tay cành luôn. Quá trời dư luôn. Về mình có thể lọc bỏ được. Tổng chiều cao 65. Sổ đế 58. Hoành em đo nghe vị trí này là 32. Cây nó rất là già cây. Rồi mã số 38 này em xin giao lưu giá là 900k em bao ship toàn quốc ạ. À. Để em đo cái cọng ghế này thử coi. Cái cọng ghế này ngay vị trí này là 26. Mã số 39 cũng là hàng một gửi luôn. Tổng chiều cao 66. Sổ đế 55. Hoành em đo nghe vị trí này là 23. Ngay cái cục này là 44. Xuống dưới này giống như một cái con thú ha. Dạ. Có chi. Nhìn nó đẹp. Rồi mã số 39 này em xin giao lưu giá là 800k bao ship toàn quốc ạ. À. Mã số 40. Cây này giót đọt. Cây này ở dưới nó nở cái lên nó giót ngọn. Cây này ghép phơm cao được. Tổng chiều cao 90.
Sổ đế 60. Hoàng em đeo nghe vị trí này là 20. Rồi mã số 40 này em xin giao lưu giá là 600k. Em bao ship toàn quốc ạ. Mã số 41. Cái này nó giống như là nó bay bay mà nó lắc lắc vậy. Tổng chiều cao 73. Sổ đế 48. Hoàng em lo nghe đây là 21. Rồi mã số 41 này em xin giao lưu với giá là 650k. Rồi anh thấy ra em quay cái cây lớn muốn giao lưu với cô chú anh chị luôn. Rồi mã số cuối này em xin giao lưu cây lớn nè. Tổng chiều cao 2m7. Cây form rất là cao ha. Dạ. Form rất là cao. Tổng cái nồi đế này là 102. Hoành em đo nghe vị trí này là 68. Cây rất là già cây nghe không chú anh chị. Ở dưới đây nó còn sổ xuống nữa. Em dưới này nó trải ra ha. Đúng tại rồi, vì mình lắp phân à. Lắp phân. Đây nó nở cũ mặt bên này rất là lực ha. Dạ. Cái mặt này thì nó sành này. Chỗ này có mặt cắt nhưng mà nó liền dạ. Nó nằm trong này. Sổ đế từ đây xuống đây là 54. Hoành em đo nghe đây là 36. Cây này về ghép ngũ sắc là đúng bài của cô chú chị. Cổ em đo trên chỗ này là 26. Tay cành ở trên nó đóng gom đều. Hất thăng 1m5 nha quý cô chú anh chị. Thì mình sẽ lấy hết cái gốc cho quý cô chú anh chị mình thấy cái cây nha. Em xây cái form lên. Tay cành ở trên quý cô chú anh chị mình thấy nó đóng rất là đặc nha. Này, cây này mình dựng mâm làm tàn dù là rất là đẹp nha. Rồi mã số cuối cùng này em xin giao lưu với giá là 16 triệu. Em bao ship 200km à. Rồi nhân dịp cuối tuần em cũng xin chúc quý cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc được một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc ạ. Ngọc Linh xin kính chào quý cô chú anh chị ạ. Rồi hẹn gặp lại quý anh chị vào clip tiếp theo nhà vườn Ngọc Linh ha. Cây rất đặc quý cô anh chị.